Xin chào bà con nha. Hôm nay tôi làm video này là ngẫu hứng thôi. Về trong nội dung của video này tôi sẽ chia sẻ bà con hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là việc bà con nên cân nhắc cái việc mà trồng mới lại cái giống cao su mà của cái vườn cây của mình. Và cái thứ hai là cái hướng của cái loại giống là về mũ gỗ hay là gỗ mũ. Thì đầu tiên thì như bà con cũng biết thì tình hình giá mũ của năm 2020 và dự báo cho tới khoảng 5 năm nữa, 2025, thì nó vẫn còn ở cái xu hướng là nó thấp như năm nay. Thì bà con nếu mà có rảnh thì cũng lên mạng coi đọc thông tin đồ để biết thêm. Thì theo một số chuyên gia thì giá mũ nó sẽ nhích lên, nó sẽ nhích lên tầm vào giai đoạn khoảng 2025 đến 2030, do cái thị trường hiện nay thì nó tương đối là nó cũng bão hòa rồi. Một số các nước người ta trồng cao su cũng khá nhiều, nên theo dự báo thì tầm khoảng 25 đến 2030 khả năng giá mũ nó sẽ nhích lên, nhưng mà nó cũng không cao đâu, nó không có như cái thời điểm mà năm 2012-13 là giá mũ nhiều khi tới 30.000 ký mũ nước, là coi như là gần 900.000 đồng độ đó. Đó thì bà con nên cân nhắc trong thời điểm này, bà con nên thanh lý cái vườn cây mà già cỗi của mình để mình trồng lại một số và chọn một số giống nó ưu tú hơn. Và cái vấn đề thứ hai là cái hướng là mình khai thác mình lấy mũ hay là lấy gỗ. Nói chung thì hiện nay vẫn có một số giống mà nó tương đối giữa gỗ mũ. Chứ hồi xưa như giai đoạn trước thì V4 thì mũ nó năng suất nó cũng khá, nhưng mà cái trữ lượng gỗ sau này nó thấp quá, trữ lượng cây nó rất là nhỏ. Hiện giờ thì bà con nên cân nhắc cái giống mà phải có trữ lượng gỗ cao, trữ lượng gỗ tương đối tốt để khi mà mình thanh lý nó vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cho cái vườn cây của mình. Bà con thấy không? Đây là giống nè, sinh trưởng nó khỏe, cây cao, khả năng giống này mà khi mà thanh lý là trữ lượng gỗ của cái vườn cây này sẽ rất cao, do nó không có phân cành cao này. Gỗ lóng nó rất là nhiều. Bà con cứ hãy tự tính thử coi, ví dụ mình so sánh nếu mà một cái vườn cây mà gỗ như V4 đi, bà con thanh lý nhiều lúc không biết 1 hecta bà con thanh lý được 100 triệu nổi không, trong khi đó một số cái vườn cây về có trữ lượng gỗ tốt như là tôi dẫn chứng như là VB235 đi, thì khả năng nó là 500-600 triệu 1 hecta là chuyện bình thường, nó gấp 4-5 lần. Còn đây là giống nè bà con ha, giống này nó phân cành rất là thấp nên cây nó cũng nhỏ hơn nè. Phân cành thấp, nhánh nhỏ nhiều nên cái trữ lượng gỗ của cái giống này nó sẽ rất là thấp. Đại để như là VM515 đi. VM515 thì mũ nó cũng rất khá, nhưng mà do cái đặc tính của nó là nó phân cành thấp nên nó ra cái hình chổi, hình y như cái cây chổi dựng lên đó, nó dạng như vậy nè. Đây không phải là giống VM515, nhưng mà những cái video tiếp theo tôi sẽ làm riêng về cái giống VM515, tôi sẽ quay cho bà con thấy cái dạng cây nó như thế nào. Thì quay lại vấn đề, thì vấn đề cân nhắc của bà con là theo tôi là bà con nên chọn những giống mà nó sản xuất với mục đích là nó vừa cho mũ mà vừa cho gỗ tốt. Chứ bà con đừng có thiên về mũ quá, tại vì trong những năm tiếp theo thì cái giá trị về mũ nó sẽ không có tăng vượt trội như là cái năm 2012-13 như tôi nói ở đầu video.
nghĩ là bà con nên cân nhắc chọn những giống có sinh trưởng khỏe, trữ lượng gỗ cao. Đó, như tôi so sánh cho bà con thấy nè, ví dụ như cái giống này đi ha, giống này nó phân cành thấp như vậy thì gỗ nó sẽ ít nè, do nó phải ra những cái nhánh nhỏ. Còn đối với cái giống ở bên đây nè, giống này đây, cái này là trên một lô trồng nha, giống này nó phân cành cao nè, gỗ nó gỗ lóng nó rất là dài, nên khả năng á, và hiện tại luôn, tính tới thời điểm này, vườn này là trồng năm 2007 thì nay là được 13 năm. Đây, cái mức về gỗ á, của cái giống này á, là nó đã gần như là muốn gấp đôi so với cái giống mà nó phân cành thấp rồi. Các bạn thấy không? Gỗ lóng rất cao nè. Đó. Do đó tôi muốn rút lại cái video này. Thứ nhất là bà con nên cân nhắc nếu mà vườn cây của mình á, nó sản lượng nó thấp hoặc là nó ở mức trung bình đi. Bà con nên cân nhắc nếu mà cái vườn cây mà lúc trước trồng giống mà nó sinh trưởng mà cây nó nhỏ quá, bà con nên thanh lý đi. Thanh lý để trồng mới, trồng lại những cái giống mà sinh trưởng khỏe, trữ lượng gỗ cao. Đó. Tầm khoảng 5 đến 6 năm nữa thì cái giá trị về mũ nó mới nhích nhích lên. Chỉ trừ trường hợp một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như có một cái trận dịch bệnh nào đó nó gây cho hại cao su ở một các nước khác thì nhiều khi cái đó tôi nói vẫn chơi, nhưng mà nhiều khi hàng vậy nó mới nên cải thiện được cái giá mũ, chứ cái giá về mũ nước về mũ thì nó sẽ không có tăng, không có cao, không có đỉnh điểm như những năm trước đâu. Nên bà con nên ưu tiên trồng những giống mà có gỗ, đồng thời mũ nó vẫn phải ở mức khá. Đó. Khá tốt. Chứ bà con nên giảm trồng riêu 4 hoặc là VM515 đi. Hai giống đó mũ nước nó cũng khá, nhưng mà do cái trữ lượng gỗ nó thấp quá. Rồi thì bà con có ý kiến nào, có sáng kiến nào hay thì bà con comment dưới video để tôi có được cái cơ hội để trao đổi cũng như là học hỏi kinh nghiệm thực tế của bà con nhiều hơn. Rồi xin chào, xin cảm ơn bà con đã coi video. Và bà con nhớ bấm nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào, chúc bà con khỏe mạnh.